Shop Tuấn Lan xin được chào toàn thể các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu lèo cao mới đã về. Hàng mới về nha các bác nhé. Dạo trước có nhiều các bác hỏi là có loại lèo cao 1m2 không? Nhưng hiện tại là shop chưa có. Hôm nay là hàng mới về đây các bác. Em sẽ mang ra vườn em quay thử luôn. Mẫu lèo cao 1m2, rộng 1m. Đây các bác có thể thấy nhá. Cao 1m, cao 1m2, rộng 1m. Lèo của nó thì cũng có một cửa chính và ba cửa phụ nhá. Một cửa chính và ba cửa phụ. Khi bác kéo khóa và gập lên chui vào đây thì rất là dễ dàng đấy các bác nhá. Cái lèo này thì nó màu thì nó thì đây là cái màu thực tế của nó, em quay đây. Màu y đúc hình luôn. Như hình màu lá cây khô xen lẫn với lá tươi nhá các bác. Các bác mà mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp ra số điện thoại em đã ghi ở trên. Về giá cả thì bên em đang bán là 400k bao ship toàn quốc. Các bác mua hàng không cần đặt cọc, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Không cần phải đặt cọc và kiếc gì hết. Cứ nhận hàng là kiểm tra hàng thôi. Đấy, một cửa chính và ba cửa phụ nha các bác. Đây, cửa sổ của nó thì cũng là dòng kéo khóa nha các bác. Đây, khi mà mình vén lên nó có cái lưới nha các bác nhá. Nó có lưới, mình vén lên nó có lưới bên trong. Muỗi dị chắc không bay được vào. Các bác mua hàng thì cứ đặt hàng với bên em, liên hệ trực tiếp bên shop. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video.